Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Dragon City Mobile. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bé rồng đá. Em này hiện tại là 5 ngôi sao vàng lấp lánh các bạn à. Chúng ta sẽ cùng nhau đem cái chú này đi đại chiến nha. Đây, một màn biểu diễn của ba con rồng cùng một lúc. Quá tuyệt vời ông mặt trời đúng không nào? Yeah, bây giờ thì chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa. Tốn 7 viên game thôi mà. Action! Các bạn hãy cùng nhau hướng mắt về màn hình sân khấu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp cũng như là sức mạnh của một cái anh đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam hiện nay. Đó chính là rồng đá cùng với một cái bộ skin siêu VIP luôn. Wow, và tuyệt chiêu Manito. Oh my god, nó giật 5 lần. Lượng sát thương cực khủng đến từ rồng đá ở 92.000 luôn các bạn ơi. Phải nói là một cái con số cực kỳ khủng khiếp luôn. Wow, mới cái chiêu đầu thôi mà mình đã quýnh như vậy rồi. Bây giờ mình giác sát mấy con này ra nè. Đây, găng guru với chiếc điện thoại khổng lồ. Anh ấy vừa tạo ra một cái sức sát thương cực kỳ khủng khiếp đối với anh bạn Satan đi. Con này nhìn cái tướng nó y chang như Satan vậy. Đặt tên là Hansel. Ok con dây, bây giờ là lượng sát thương được đam đây. Wow, 87.000. Quá là ghê gớm đi ha. Hôm nay chú rồng đá của chúng ta đang mang trong người một cái sứ mệnh rất là ghê gớm. Nó phải là giải cứu thế giới các bạn ạ. Chiến đấu với những anh quái vật này để chúng ta có thể giải cứu được gọi là thế giới tâm tối. Mang trong người cái lịch sử ghê gớm luôn. Một mình cân gọi là những con đẳng cấp Heroic cực kỳ VIP. Lao thẳng đến. Oh my god, lại là một cái pha dứt điểm nhân 5. Lượng sát thương cực khủng luôn, 94k. Wow, một màn biểu diễn vô cùng là nhức não. Ok con TT, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau gẹo bé Bonzon này nào. Anh bạn đẳng cấp là Heroic level 33. Oh my god, một tia điện đến từ anh ấy làm cho mình bay đi 34k máu. Wow, đã giật rồi mà còn được đam nữa. Bây giờ chúng ta thử nha cái chiêu Mentofa này. 1, 2. Oh my god, giật có 2 cái vậy man. Giật nhưng chính không biết là nó ra cái con số bao nhiêu ha các bạn. Mình cũng đang rất là tò mò về cái con số mà nó sẽ đạt được. Ok và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh Dragon City Mobile thì hãy cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để hắn ra video thì các bạn sẽ nhận thông báo và vào chơi với mình cho vui nha mọi người. Và mọi người thích mình làm về cái con rồng gì hay là muốn mình chơi cái con gì thì comment trực tiếp luôn. Mình hôm nay làm về bé rồng đá vì có nhiều bạn đã comment là HNT ơi hãy làm về bé rồng đá đi. Và hôm nay mình đã cho chú ấy trở lại và ăn hại hơn xưa. Khiều một cái nhẹ với ông đệ bụng bự nào. Đây là khiều nhẹ thôi nha. Wow, lại nữa một cái vòng lá bùa nhỏ được vẽ ra từ ông đệ luôn. Lên vẽ nè, Fernando, lượng sát thương cực khủng đến từ anh bạn thần đen. Bây giờ thì mình sẽ làm gì với chú ấy đây? À, mình chơi nhẹ đi ha. Chơi nhẹ mà nhây nó mới chơi lâu. Còn mình mạnh bạo quá là hết phim luôn á. Wow, trời ơi, 6k của chúng ta bị quýnh còn có 1737 giọt thôi. Lượng máu gì còn có chút xíu vậy man. Mentalfa, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng nào. 1, oh my god, giật con cái luôn á. Em đã hy sinh rồi mấy anh ơi, em bị xúc banh xác rồi. Không nghĩ đó là mình lại giật có một cái luôn á các bạn. Mình nghĩ là mình đam dữ lắm luôn, ai ngờ đâu. Yeah, được 5 viên game. Trời ơi, quýnh muốn xì khói luôn á, tặng được 5 viên. Chúng ta tốn 7 viên game để có thể chiến đấu trong cái khu vực này và nó tặng lại cho mình chỉ có 5 viên thôi các bạn à. Wow, BK Zubiger, cô nàng nữ thần Ruby à. Rồi ok, 25k. Hệt quá, cô bé này không có đàm với mình luôn. Mình tiếp tục ghẹo chọc nha với tuyệt chiêu nước. Mình chơi cô bé này ở dơ cho nên mình quyết định tắm rửa cho cô bé này một chút xíu nè. Oh, Bikki,
tới luôn anh ơi. Đây là like ánh sáng nè. Ôi, like là ánh sáng, đúng rồi. Wow, Cassia thuyền trưởng. Thuyền trưởng nha các bạn, phát âm cho chuẩn và rõ để mất công người ta nghe không có rõ, người ta hiểu lầm nữa nha. 1, 2, 3, 4, 5, cái gì? Lại là một pha giật 5 nữa, nhưng mà tại sao khi đam thì nó không chịu giật lên 5 cho mình coi được? Đó là nó giật lên sẽ bao nhiêu? Có khi nào lên 180 mấy ca không? Wow, và bây giờ là mình nghĩ là mình nên núp lùm đi. Núp núp chút xíu cho hoàng tử băng ra hù dọa cho nó sợ chơi nè. Cuốc ha, sợ chưa men? Hình như là nó không có sợ mình các bạn ơi, nó còn ba la cà na xí muội mình nữa cơ. Như vậy thì đâu có được, chú đâu có thể mà ăn hiếp mình như vậy được. Tới luôn nè, 91 các bạn à, lượng sát thương khá là khủng đến từ rồng đá luôn. Ồ, chúng ta vừa cho tem bạn một cái gọi là cú sút hết hồn, hết cả hồn luôn. Ồ, và mọi người ơi, Halloween đang qua đi từ từ. Halloween có ai đi chơi không? Có ai gọi là chụp những cái tấm ảnh hết hồn không? Thả thính vô Facebook HNT cho vui nha. Đây, Facebook của HNT thì dường như là mọi người đều biết rồi chứ hả? Đó là hoàng tử băng, dùng cây kích băng và chích thẳng vào cái, oh my god, chích thẳng vào cái ngực của cái con rồng mà tím, rồng tím huyền thoại, dứt phát nữa nè. Lên dĩa chưa men? Nó vẫn còn rất là trâu luôn. Ôi trời ơi, lượng lờ nè, em quýnh thường thôi đó, em quýnh thường thôi mà như vậy rồi mà em đam là không biết sống sao luôn. À, mentel pha. Rồi, trời ơi, mình giật không được 5 lần các bạn à. Không được 5. Gian, level 35. Oh my god, cánh tay robot rất là khủng khiếp luôn. Oh, và bây giờ chúng ta sẽ làm gì với cánh tay robot nhỏ bé này đây? Cho anh một xíu nào, bé này một ngôi sao vàng lấp lánh, chói lóa. Ánh sáng chói lóa. Ok, mình còn có xíu máu à. Giác nó vô đi để mất công nó sợ nó xỉu. Victory. Ok con búp bê. Tới luôn với bé à, anh bạn level 76. Chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nè. Rakin, 4 ngôi sao vàng cơ. Ô mình sợ bạn quá cơ. Cái này là mình sợ nè. 1, 2, 3 nè. 4, được 4 các bạn ơi. Mình sợ bạn tắt thở đó men. Tới luôn. Q à. À, Q có nghĩa là gì, là giết đúng không nè. Ok, mình làm gì với bạn đây? Mình đối xử với bạn tốt vậy mà bạn hốt mình nặng dữ vậy. Yeah, bây giờ là tới Zippy à. Level 35 luôn nè. 35 hả bé? Hôm nay mình cho các bạn xem gọi là mãn nhãn luôn, cho xem thoải mái về cái bé rồng đá và những cái tuyệt kỹ vô cùng là kinh khủng của chú ấy. Và lượng sát thương thì như mọi người đã thấy rồi đó, nó mà nhân lên gấp 5 lần là coi như cỡ nào cũng mệt với mình hết. Wow, bây giờ thì HNT sẽ làm cái nhiệm vụ Harry xíu nha. Oh, đây Bitter Boon, oh my god. Bỏ qua cái nhiệm vụ này luôn cho em đi càng tốt anh ơi. Yeah, trời ơi, nó bỏ qua thiệt ha các bạn. Bỏ qua một nốt, trời ơi tuyệt vời ông mặt trời. Sung sướng cuộc đời luôn. Ok. Oh, bây giờ mình đi thu vàng với mấy con bọ là phải cho rồng ăn. Bây giờ là còn được ít thức ăn đúng không? Mình đi cho rồng ăn đi ha. Mình đi kiếm con nào mình cho nó ăn cho nó mập thay lên đi. Mấy con cấp C đi. Mấy con level thấp thấp rồi mình cho nó ăn cho đỡ tốn. Wow, mấy con này nó ăn cũng tốn lắm các bạn ơi. Ok, tạm thời vậy đi ha. Wow,
vẫn còn cho ăn được. Nhưng mà tốn quá, hết thức ăn rồi, hết thức ăn mất. Ok, và video này cũng khá là dài rồi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi video và đừng quên cho mình một like ủng hộ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.